Trinh sát công an thành phố Hồ Chí Minh hóa trang bắt nam thanh niên bị truy nã. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại An Giang, nam thanh niên lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và bị truy nã. Ngày 2 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao Hà Thanh Giang, sinh năm 2000, quê An Giang cho công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Giang bị bắt theo lệnh truy nã. Theo thông tin ban đầu, tháng 4, 2022, Giang làm công nhân tại một công ty sản xuất giày ở huyện Châu Thành. Do không có giày đi tiệc nên Giang trộm cắp một đôi giày hơn 2 triệu đồng tại công ty và bị nhân viên công ty phát hiện, báo công an. Cơ quan chức năng lập biên bản phạm tội quả tang và Giang thừa nhận hành vi của mình. Giang được gia đình bảo lãnh trong giai đoạn điều tra nhưng sau đó bỏ khỏi địa phương lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Đến tháng 6 năm 2022, Giang đến nhà người bà con phụ bán gà tại chợ Bình Điền, huyện Bình Chánh. Chiều mùng 1 tháng 9, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phát hiện Giang đang uống cà phê ở gần chỗ làm. Lúc này, trinh sát hóa trang khách vào uống tiếp cận, khống chế bắt giữ Giang trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.